Trong giai đoạn 2021-2025, chương trình đặt mục tiêu trồng và chăm sóc 1 triệu cây xanh rừng đầu nguồn tại các khu vực thường chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, sạt lở. Cùng với đó là tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của rừng đầu nguồn. Riêng trong năm 2021, chương trình dự kiến trồng 20.000 cây trồng mới rừng đầu nguồn tại tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi. Thông qua chương trình thì tuyên truyền rộng rãi về ý nghĩa, mục đích, khuyến khích đoàn viên thanh niên làm lực lượng nòng cốt, qua đó lan tỏa đến các cái lực lượng khác trong xã hội trong việc trồng cây nói riêng và hướng đến cái việc mà bảo vệ môi trường chung nói chung. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức cũng sẽ triển khai nhiều hoạt động như cuộc vận động cam kết xanh, cuộc thi ảnh triệu cây xanh, tổ chức tham quan rừng đầu nguồn và giải chạy triệu cây xanh vì một Việt Nam xanh.